Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước họp báo thông tin kết quả hoạt động Ngân hàng quý 3 năm 2022 của họp diễn ra ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tăng một loạt lãi suất điều hành. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết một số thông tin liên quan đến việc nới room tín dụng, đồng thời khẳng định kiểm soát lạm phát được coi là mục tiêu ưu tiên số 1 trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Một thông tin đáng chú ý được đưa ra tại họp báo, room tín dụng 14% cho năm nay chưa phải con số cuối cùng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cho biết, định hướng tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 14% nhưng sẽ có điều chỉnh phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế. Cho đến nay, tăng trưởng tín dụng đã trên 10%, cao hơn so với cùng kỳ của nhiều năm. Tín dụng tập trung vào sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận kiểm soát rung tín dụng là biện pháp hành chính nhưng cho rằng giải pháp này vẫn thể hiện hiệu quả trong ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần kiểm soát lạm phát. Còn về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã có bước điều chỉnh lãi suất điều hành từ hôm nay 23 tháng 9, lãi suất tái cấp vốn 5% một năm, lãi suất tái chiết khấu 3,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 6% một năm thực hiện chỉ đạo của chính phủ tăng lãi suất điều hành nhưng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, ngân hàng nhà nước cho biết sẽ vận động các ngân hàng thương mại tăng hiệu quả quản trị, cắt giảm chi phí để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và nghiên cứu giảm lãi suất ở một số lĩnh vực ưu tiên. Phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cũng khẳng định ngân hàng nhà nước sẽ duy trì trạng thái ngoại tệ hợp lý theo cung cầu thị trường, cung ứng ngoại tệ hợp lý cho các ngân hàng và doanh nghiệp.